sao mai trừ bóng mong mắt. Cô ấy hiểu má đâu đại xôi à. Thank you.
cùng chí sức. Tớ mã lên đi. Lời nói đó ta ghi bỏ tàu luôn tập tiểu. Được. Ta hướng đánh xa lấy quân đem về dân cho quân chủ. Được rồi. Phải à. Oh, yeah.
nâng tôi à. Tôi ơi, mình hát được mình mà trở về làm một kế, kiếm kế ngu nào cho các trận mình phải bài ơi giết giặc nguyên sanh. Nhưng không ơi, chắc có lẽ anh chẳng chậm suy có thể nằm thường kiếm tiền cây thắng là mố, thắng là mố lắm đi tối. Đời hung mạnh ngày mai tổn thầm ngoài xa, nhìn non ương đang gánh mọi đồng đau riêng, cầu xin giới mình tu người đừng xa dùm tu chứng hẹn lên đâu đây. Dương Khanh, mau tiếp trở lại với mình để ta đấu ba cùng minh chủ. Đi ngài, ta chẳng bắt thế này, đừng có ngài. Chúc minh chủ, phước như đấm hàng. Dặn đệ lệ, quý soái cá bình thân. Dạ. Này quý soái, nhận sức mạnh, kế thừa các thần tử, thắng bại hoàn toàn, hãy cho chẳng đi tù tập. Dạ bẩm chúa công, cung giá thần thỉnh khai đuôi đầu. Bài điệu hòa văn để cô
Lệnh triệt tàu bộ báo kích cho lời, hãy theo thẩm và quét Trung Quốc
để sáng nơi thích nổi đó. Hãy
dạ mời điều quân. Xin mời. Dạ dương tinh thần sức khỏe đạo na, sau đó tu nhất đức dự mới dâu chỉ phút ngày xưa có hai trẻ này trưởng nhất đức sức gia vui làm rồi thì tốt được lòng lân lân ngày đêm để đứa trẻ đức kỳ. Dạ hôm nay á lý quý tôi có được một trai tới cùng mà ta chính lễ đến đây đi cầu hôn, đến chính lễ đến đây cầu hôn. Hay hay lắm, đặc sắc bao nhiêu thấy đó chuyện gì cái chuyện này là chuyện thể đâu, cái chuyện hôn nhân là chuyện thể đặc áp mọi người, để tôi mời phu nhân chúng ta đây để chào mọi người biết nhé. Dạ thưa anh ạ, cho mời bà cũng ra đây trong giải chuyện. Dạ thưa bà, mời bà không kêu. Này con Lý Quỳnh, ở Thiên Đô, người xa lập đổ bên đây, ghé thăm chờ nhà Quỳnh, dạ là bắt Lý Quỳnh đi bà. Vậy à, trời đất ơi, lâu quá mới gặp. Dạ, xin chào Lý Quỳnh, Lý Quỳnh có khỏe. Trời đất ơi. Dạ đi, chị xui phải không? Trời ơi, chị xui. Làm gì? Làm gì hả? Làm gì với này khác? Trời ơi. Mà ai đến đổ mà
Dạ, bọc cùng anh xui chị xui. Dạ mặt của Hoàng Xuôi. Dạ chú Kiên cho con ghệ chào. Dạ xin ra xuôi cho anh xin lễ. Trân trọng gia đình. Cho xin là đem xin lễ vào trong đó nha. Anh này, anh này. Đâu đâu rồi, đâu rồi. Còn nữa, còn vàng bạc nó vô đây coi. Dạ đây, này, 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 này. Dạ, dạ, dạ. Mời chị xuôi nhận xin lễ quý vị anh trai. Bà phải đi con đi bà phải. Mẹ ơi.
tôi nhỏ quá tôi không nghe, cái này lớn này tôi mới nghe được. Nghe đâu, đâu, đâu. Cái gì vậy? Ông đừng có hiểu lầm, ông là cái đoạn lớn rồi, ông sinh ra cái đứa nhỏ nó nghe được cần chết luôn, nghe không? Thôi, thôi, bà xuống đi, 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 dạ dạ, đồng hôn, đồng hôn, đồng hôn. Oh,
xéo đó Yeah.
Tại con có bị gì cho mình không có đi thứ nhất vậy? Bệnh gì đâu? Không có hả? Bệnh thường mà sao thích đi yếu quá vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâu lâu được về thăm quê. Nô ơi, nô ơi, có nhà không? Nô, nô à, nay về nô ơi. Trời ơi, ngày về thì mở cửa vô đi, bữa nay còn kêu đó hả? Có, em nghe nè, để mở cửa cho thầy vào nghe.
dù cho em mẹ 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 má anh cũng không sợ. Nói quá
Thầy từ anh, chẳng hay hôm nay có chuyện gì mà em chưa được cái gì? Nói vừa nghe, con bó hồn đẹp lắm. Chị hả? Đang để ý thằng đất chống. Trời đất ơi. Em, con nhờ cậu với ba là mày. Trời ơi, tôi không chỉ gì à? Rồi tại sao bá bổ không chịu làm ăn? Mà lại bắt cậu làm ai? Thương ta lâu chưa? Lâu lắm rồi. Thương lâu lắm rồi phải không? Bây giờ là cái chuyện không đổi với nhau cái tổng đầu. Già rồi, đã 200 tuổi rồi, còn tóc còn biết.
ông đậu ngọc anh cắt ra ông về bốn năm nó nói tôi đi học bị nó nói tôi đâu cay không cho lâu không ơi 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 không ơi
Mày làm cái gì mà tao nghe ma mày. Má mày, sao nó có mày là sao vậy? Giờ hỏi ông bảo bà nè, trước khi bài hát con giới thiệu tên gì? Gia đình của tôi. Cũng là gia đình của con hết. Cá chỉ ngoại. Không có ngoại, không bà ơi. Cá chỉ ngoại. Ba má con nè, chứ con được rồi. Đúng không? Ba người hết. Bài hát của ba người. Bài hát của ba người. Ai chọc mày mà mày khóc.
bóng người đẹp quyến sức khỏe được nha, hai đứa
chỉ là mẹ lấy cho mẹ lo. Dạ, hai đứa tôi xong đi. Quý cha nè, rồi ngày mai vợ chồng mình ngày công mà tâm sự cho chúng ta. Thank you.
từ đây cũng căng quá để đi chơi 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 you.
chuyện có một trong đơn vị để cho nhà lưu kiếm mặt nợ tôi chết là đã giờ thì cao lớn lên từ giờ bây giờ trời rất kỳ tử rồi có đây nhưng mà mẹ không biết ra cha ơi cái bản thịt cái miệng có tương lai nhưng ta chỉ là một cái thì làm sao giữ cái đường ông là hãy gửi lại cho chàng nếu cho chàng hợp lòng thật giả ta giao trộn cho chàng năng quyền nơi điều tra xuất thiết đây đây dạ. Mời dựng hai đến đây cho bà cho cô đó nha mày nhìn đó kìa lý ra ngay được hiểu ra chưa mà nghe đó cũng gặp mà bất ngờ tại sống giàu trong cái gì khi nãy sao tạo cửa tiệc biết thấy chàng liếc mắt nhìn tụi nô này gì thế nghe mới nhớ rằng một lời ta mới thể giữa trời cao tự cho ngay tới đây dự mạnh ta biết mẹ để gặp để nhà để ra biết để biết phẩm tình để thì một lần xa cuối biết thì không ai giữ chuyện đáo chàng thì giọt máu huyết sẽ cao về tay cái chuyện tình cố bộ tương tâm em ta hồ lời hiền đó Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao một nghiệp chúng ta. Cùng có nghĩ tiếng là vừa khóc, là khói.